Rồi tiếp tục chào đón chiếc Hilux sáng cuối tuần lên màn hình Z500. Bên em tặng luôn camera hành trình tích hợp vào màn dẫn đường đến 435 Hùng Vương. Đi đường rồi. Có tìm kiếm bằng giọng nói và nhanh hay chậm còn phụ thuộc vào gói cước mạng mà chúng ta sử dụng. Tự động hoàn thành là vì giống gì, chúng ta đang đứng ở vị trí ở tiệm rồi à. Mở thời niên thiếu cái này. Mạng sáng nay nó hơi chậm một xíu. Chỉ đường tới 45 Trần Hưng Đạo à, chúng ta đang nghe nhạc và chúng ta đọc thử như thế nào. Phần mềm vẫn dịch ra được là chúng ta đang đọc nha, và trong khi chúng ta đang mở nhạc rất là lớn và mọi âm thanh tiếng ồn xung quanh trong khi mình đang mở cửa nữa. Tại mạng sáng nay nó hơi chậm, nó sẽ mở nam video nè. Em kích nam video chưa? Đã chưa kích nam video mà mở cửa. Cố gắng đôi môi để cái lý do tại sao như thế này, tại sao anh ngồi nơi đây còn buồn em đây. Thế giới bé thôi không to được bằng đôi mắt. Hiện tại chúng ta ở Hùng Vương này. Đây phần bản dẫn đường nam video này, rất chính xác. Đấy, rồi, okay. Mở giới thiệu phim Luma tại nội thất ô tô Hải Âu. Ồ, chúng ta đang mở nhạc to quá. Ô tô ở đâu à? Mở video Xpander tại nội thất ô tô Hải Âu. Mạng sáng nay hơi lát nha cả nhà. À, cho nên chúng ta nên sử dụng gói cước 4G với dung lượng cao để chúng ta không có bị trễ. Mạng chậm quá mà. Đâu rồi, không phải cục wifi để dưới đây. Cục wifi nằm vô có hộp giờ sắt luôn cho nó mạnh đấy. Thí dụ sắt là yếu. Sống bây giờ sắt yếu mạnh.